Xin chào mọi người, hôm nay em xin giới thiệu mọi người chiếc đồng hồ treo tường của Đức. Chiếc đồng hồ treo tường rất là độc đáo ha. Đây, em đi vào cái phần tổng thể trước. Đây, phần tổng thể của em nó. Em này thì thích hợp trưng bày ở không gian vừa và nhỏ. Kích thước thì nhỏ xinh thôi. Đó. Đây em ướm vào tay em cho mọi người dễ hình dung ha. Đây. Rồi em vào cái phần chi tiết ha. Đây, chi tiết họa tiết này là được đính bốn góc đồng hồ luôn. Đính bốn góc đồng hồ. Như nhau luôn. Đấy. Thêm chi tiết này cũng được tính được bốn góc luôn. Đó, bốn góc luôn. Đây, có sợi dây thừng. Dây thừng này là nguyên bản zin tây luôn. Đấy. Chiếc này là đẹp nguyên bản. Bên em chỉ lau chùi sạch sẽ thôi, với lại kiểm tra máy móc cho nó chạy ổn định thôi, chứ không có tân trang lại, bởi vì em thấy là nó quá đẹp rồi. Đây, em đi vào cái phần mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ thì có mặt kính á, mặt kính là kính mờ zin tây. Các cọc số là số La Mã nổi. Số La Mã nổi. Bộ kim cũng rất là cổ điển, rất là đẹp ha. Bạn này thì là chạy một lỗ cót. Chạy cót giờ. Không có tiếng, không âm thanh. Các bác mà không thích cái tiếng ồn thì có thể là trưng bày em này. Dễ chơi, dễ dùng ha. Đây. Em mời cả nhà mình nhìn toàn cảnh chiếc đồng hồ treo tường độc đáo này thêm một lần nữa ha. Anh chị nào ưng á, thì muốn thêm hình ảnh thông tin chi tiết đồng hồ thì nhắn cho em. Em gửi lại toàn bộ thông tin hình ảnh của chiếc đồng hồ cho anh chị xem lại. Rồi, em cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe em cùng với chiếc đồng hồ treo tường này. Chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại ở những video sau. Em xin chào.